Cửa hàng Nông Cơ Chí Hải xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Nơi bên em rất hân hạnh lên sóng giới thiệu cho mọi người một máy phun thuốc trừ sâu mà ráp động cơ của Nhật. Thì đây cụ thể đây là một máy phun thuốc trừ sâu Mitsuyama. Đó. Một hàng máy mới mà khá là chất lượng xịn sò luôn, tì vuông đồng hoàng, nói chung hàng tốt. Tốt mà công ty ở Việt Nam mình đang phân phối. Đây, hàng tốt tì vuông ha. Tì vuông đồng hoàng luôn. Rất là mạnh mà nó bay. Thì một cái đầu phun thuốc mà nếu mà nguyên bộ nó của hàng mới như thế này ấy, thì nên em bán với giá là 1.750.000. Đó, thằng chất lượng xịn sò, 1.750.000. Nhưng mà ở đây thì em đã bỏ cái đầu của nó ra và ráp cho mọi người một cái đầu máy nhặt luôn. Đấy, máy nhặt luôn. Ở đây thì máy nhật này thì đó là hãng Maruyama BCS26, tức là xi lanh 34 và 26cc. Thì em sẽ quay chi tiết cho mọi người coi. Đây là cách nhập đậu ha. Đậu lại. Đây. Maruyama hàng có trợ lực nha mọi người. Dễ đậu lắm. Cái này thông dụng nên mọi người có thể tháo ra dùng cắt cỏ được luôn. Và cách khởi động của nó thì cũng đơn giản thôi, mọi người được bơm xăng lên đây thôi. Đây tại vì xăng em đổ hơi ít, em sẽ nghiêng lên đây bơm để ra băng. Băng để ra bàn này. Và bơm xăng lên thôi. Ở đây thì mọi người đè cái e xuống. Đè e gió xuống. Chờ chút nhé. Đè e xuống rồi mình ga lên một tí. Rồi, nó mình đóng e này mình giật. Rồi. Đây. Hai cái nó đổ được bờ trả em về thôi. Rồi giặt tiếp là nó đổ. Rất đổ. Êm lắm. Này đây vận chuyển nó hơi bị bể với cái thanh này. Nó không ảnh hưởng gì mọi người nhé. Nhặt bãi và đầu đổ nhặt rồi. Em vô cùng là thằng Maru dễ nổ, em trợ lực. Đó là găng ti rồi, chỉ mọi người chỉ cần kéo thôi. Kéo ra nó đổ. Đây, cầm lên. Kéo ra đổ. Thì một trọn bộ như này, em độ như này thì là giá của nó là 2.600.000 nha mọi người. Full trọn bộ đầy đủ. Phụ tùng thì có đầy đủ trong này. Ở đây thì khách hàng lấy thêm một cái bát cước xích này không nói, nhưng mà có dây đeo, phụ tùng đồ ghê. Rồi bên này có nắp đậy bình chứa và cần mét xịt của nó đầy đủ hết. Đó như vậy, không thiếu một cái gì hết của mọi người. Vì hàng mới thì tại sao em lại làm như vậy? Thì một số bác có thể mua hàng mới đét là tùy. Và bản thân bọn em ở đây thì bọn em không có nhập trực tiếp cái đầu nguyên thủy của Nhật, tại vì sợ là sau này hư đồ không có đồ thay, nên bên em ráp động cơ Nhật mà thôi. Còn vụ như phốt phét mọi người thì mọi người mua cái gì nó cũng có, rất là tiện dụng là mọi người có thể thay thế nhá. Rồi, quý khách hàng có nhu cầu mua cái đầu máy này phun thuốc sau này của Nhật thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0974 644 973 bên em Simcot toàn quốc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video rất nhiều. Xin chào mọi người.